Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay các bạn thấy mình sao ạ? À? Thấy tóc tai này kia, râu này kia là vẫn gọn gàng đúng không? Bởi vì mình có hớt tóc định kỳ nên không có gì hết trơn đó đúng không? Còn có nhiều bạn là coi như là tóc tai giống như Robinson đúng không? Như clip trước mình nói là sau cái đợt này mà đi mà mua đồ được là mua cái gì á? Toner điện để sẵn ở nhà nha. Cái gì là mình cứ xẻn 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 cái là cho nó mát, cho nó thoải mái là được rồi. Chứ bây giờ hả, dịch này đâu có đi đâu đâu đúng không, đâu đi đâu đâu mà cần đẹp đẽ. Giờ là chỉ cần là coi như là mát mẻ rồi là gọn gàng rồi là ăn ăn no mặc ấm đúng không, ăn no mặc ấm chứ bây giờ ăn ngon mặc đẹp nữa sao được đúng không? Mặc đẹp xong rồi ở nhà là cứ mặc đẹp đúng không? Đó, nếu bạn biết bao nhiêu năm trời mới là có những cái ngày này để mà mình suy nghĩ, quá trời thời gian để suy nghĩ luôn đúng không? Quá trời thời gian để suy nghĩ luôn, thì chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ về định hướng tương lai, đúng không? Rồi nghĩ cuộc đời này là cũng vô thường quá nha, mà là có những cái mà mình chưa bao giờ mà chưa bao giờ mà kiểu như là nhìn thấy, chưa bao giờ mà chưa bao giờ cái gì ta, chưa bao giờ mà chưa bao giờ mà nhìn thấy đi, chưa bao giờ nhìn thấy có những cái cảnh mà nó chết nhiều đến như vậy đúng không? Nhà thiêu coi như thiêu 24 trên 24 cũng không hết. Nay mai mình sẽ làm một cái clip để mình sẽ tổng hợp lại những cái mà nó chưa từng xảy ra, nó quá quá đáng chưa từng xảy ra nghe các bạn, để mà sau này mình sẽ nhớ, để sau này mình quên, hoặc là những cái cảm xúc đó nó không có tức thời. Giống như là các bạn chưa bao giờ từng thấy một thành phố mà bị phong tỏa mà vắng lặng như cái thời 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 Covid này đúng không? Rồi các bạn là chưa từng thấy mà những cái cảnh mà thiếu lương thực, cái cảnh mà thật sự là đói đúng không? Có chứ, có những cái khu mà công nhân đó họ thiếu lương thực đó, họ đói. Nếu mà xét về người lớn không á, thì là còn dễ, nhưng mà nếu mà có con nít, nhất là con nít nít thì nó bây giờ nó ăn ngon, nó cảm thấy nó chấp nhận thì nó ăn, chứ nó đâu có như người lớn mà nghĩ thôi bây giờ là ăn để mà có sức khỏe để mà vượt qua cơn đại dịch này đâu đúng không? Đó nên là rất là tội nghiệp nha các bạn. Nếu là một cái khu ở trọ, khu công nhân mà thấy có mấy cảnh mà 2 vợ chồng đứa con 2 tuổi với đứa con 4 tuổi thì thấy đau lòng lắm nha các bạn, nhất là con nít, người già và những cái con động vật đúng không? Mình thật sự là mình chỉ có cảm xúc với những cái người như vậy, như là động vật thôi đúng không? Con nít, người già và động vật là mình thấy thương lắm đúng không? Nhất là con nít, nó trời nó vô tư, nó như một cái tờ giấy trắng, nó có biết gì đâu đúng không? Rồi bây giờ là đại dịch như vậy thì nó đói thì nó khóc, mà nếu mà cho nó ăn mình thì nghĩ thôi con ráng ăn đi để mà có sức này, chứ nó đâu có nghĩ được như mình đâu, nên là không vừa miệng cứ nói là nó sẽ khóc, nóng nó kiểu khóc đúng không, nên là nó không biết gì hết đó đúng không? Còn mình thì mình còn biết, mình còn chịu đựng này kia, còn nó thì nó cứ khóc thôi. Là trong cái thời điểm này là thiếu dinh dưỡng rồi này kia rồi rồi không đi bệnh viện để mà khám hoặc là chích ngừa rồi này kia đó, người ta cũng hạn chế đó. Thời điểm này là ưu tiên cho Covid, các bạn thấy trên 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 báo đài này kia là ra rả ngày nào cũng Covid, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chữa lành, bao nhiêu người nhiễm không đúng không, không còn cái gì nữa hết. Bệnh viện là mình đi mình cũng ngại, đi đi bệnh viện là phải test Covid. Giả sử như là không biết bệnh viện nào thì không biết, nhưng có những bệnh viện mà bây giờ là 2 vợ chồng mà làm công nhân bây giờ nội test Covid 200 mấy, 300 mấy rồi, chưa kể vô cái tiền khám nữa, tiền đâu ra đúng không, tiền khám và tiền thuốc nữa. Là rất là thông cảm cho những cái hoàn cảnh đó.
các bạn thấy không? Bây giờ là ngày 6 à, ngày 6 tháng 9 à. Ngày 6 tháng 9 hết rồi, ngay là hết cái đợt mà chỉ thị 16 là từ ngày 23 đến ngày 6 là không biết như thế nào, đúng không? Không biết là như thế nào, không biết là thủ tướng sẽ ra những cái quyết sách nào để cho gỡ chói cho nhân dân, chứ nhân dân thật sự là quá khổ, đi đâu cũng không được, đúng không? Các bạn thấy không? Có những người này kia người ta đói, người ta đi ra ngoài đường này kia để người ta mua gói mì hoặc là này kia là cũng bị phạt. Trời, bây giờ 2 triệu là lớn lắm nha các bạn. 2 triệu là đối với những cái người mà người ta sống từng bữa này kia, là lúc đó là người ta bị tinh thần, người ta bị khủng hoảng, bụng thì đói mà tinh thần thì khủng hoảng, các bạn có thấy tội không? Rất là tội, đúng không? Đó, mong rằng thủ tướng mình rất là thích thủ tướng cái tân thủ tướng Phạm Minh Chính. Bây giờ hôm trước là có hai hôm trước mà thủ tướng ở Hà Nội đó, thủ tướng mà đi vi hành đó. Bây giờ mình mong sao mà thủ tướng mà khi nào mà rảnh rỗi đi vi hành bất ngờ xuống phường quận rồi này kia, mình mới thấy được cái cảnh mà các quan chức nó quan liêu, rất là quan liêu, chức quan liêu là coi như là nói chung là phải đi vi hành. Thủ tướng là một người là đứng đầu chính phủ rồi, nên là thủ tướng là quyền hành. Còn như mà những cái tỉnh, những cái thành này kia, giả sử như là vẫn còn là bao che cho nhau hoặc là này kia, nhưng mà thủ tướng là coi như là được người dân là tin tưởng tuyệt đối, nên là thủ tướng có những cái hành động như vậy là người dân rất là ủng hộ. Giống như hôm rồi thủ tướng đi qua cái quận, cái phường gì á, Tân gì á, phường gì á, Tân Xuân gì đó. Đó, thủ tướng vô trực tiếp luôn, vô cái phường đó, xong hỏi chủ tịch đâu, hoặc là những cái giấy này kia là xin vậy mới lòi ra. Thủ tướng là trường thủ tướng á, mà kiểu như mà đi bất ngờ như vậy á, không thì các cái địa phương là sẽ rét chứ, không biết là thủ tướng sẽ đi vào lúc nào, đúng không? Nên là tốt nhất là cứ làm tốt đi đã, làm tốt từ cái chuẩn trở lên, đúng không? Tệ lắm là phải là cái chuẩn, chứ không thôi là bị thủ tướng là sạc cho, là coi như bay chức luôn á. Thủ tướng phải cho bay chức một vài trường hợp thì nhân dân rất là ủng hộ, đúng không? Bởi vì bây giờ có những cái bức xúc của người dân mà không tài nào mà gỡ được hết trơn, mà thủ tướng mà có một vài trường hợp mà thủ tướng mà để ý tới người dân á, thì là người ta rất là ủng hộ thủ tướng, đúng không? Giả sử như vậy. Nên là thủ tướng lâu lâu á, là thủ tướng phải đi vi hành, hoặc là bây giờ thủ tướng ngồi trên văn phòng á, thủ tướng là cũng mặc dù là thủ tướng rất là bận rộn, nhưng mà lâu lâu thủ tướng để ý một cái, đúng không? Thủ tướng giả sử như có một cái trường hợp thật là bức xúc ở một cái địa phương nào đó, ở một ấp, cái tổ nào đó, mà thủ tướng bây giờ là kêu trợ lý kết nối ngay với cái quận đó, cái phường đó, coi như là làm việc trực tiếp luôn. Đúng sai coi như giải thích như thế nào, nó thiệt ra là người dân người ta sẽ rất là hân hoan, rất là đồng lòng, đúng không? Chứ bây giờ là tiếng nói của người dân là không có, mà những cái thực tế là người dân người ta mới là có những cái mà sâu như sát, người ta mới đưa lên. Chứ còn bây giờ mà thủ tướng mà đi đâu mà có chương trình hết rồi thì coi như là cũng như không, đúng không? Sự thủ tướng bất ngờ đi xuống một cái quận nào đó, một cái huyện nào đó, hoặc là bất ngờ kết nối online mà như vậy á, là người dân rất là thích. Đó, mong rằng thủ tướng sẽ được người dân ủng hộ hết mình luôn. Như tôi là đại diện cho những cái người dân bình thường, những cái người dân yếu thế này, coi như rất mong được thủ tướng quan tâm đến những cái chính sách, những cái mà kiểu như là ở địa phương người ta làm việc không có kiểu như là làm việc còn quan liêu á, còn gò ép á, kiểu như là còn mang cái tính chất là lãnh đạo và người dân á, nên là khi mà nói cái giọng điệu của những cái vị đó, khi mà nói với người dân là đã là nó đổi giọng rồi, nhưng mà nói với thủ tướng thì dạ dạ, đúng không? Còn khi nói với người dân là đổi giọng phát tháo này kia là có rất là nhiều, là đa số luôn á. Nó là giả sử có cái gì thì giải thích. Giống như bây giờ trường hợp bây giờ chỉ thị này, rất là nhiều người khổ luôn á, mà bây giờ người ta lỡ đi khám bệnh cũng nói là không cần thiết,
rồi có những vị này khi mà mở cái chỉ thị ra đọc đọc cho đã, nó không có cái vụ này, không có vụ đi cấp cứu hoặc là nhiều nhiều ơi là nhiều luôn. Nói chung là rất là mắc cười trong cái đợt dịch này, là cái gì nó cũng có thể ra, thượng giảm hạ cám, tưởng là nó chỉ xảy ra trong những cái tầng lớp mà người ta thiếu học hay này kia, chứ còn nó xảy ra trong những cái vị lãnh đạo của phường ấp này kia thì thôi thôi đủ thứ hết trơn, coi như là giải quyết một cách cứng nhắc, đúng không? Giả sử như bây giờ bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu rồi là đủ thứ trên đời, đúng không? Bây giờ là cái dịch này là chỉ có nghĩ là đồ ăn thức uống vô miệng để cho no thôi, đúng không? Mà trong khi đó là đất nước ta đã trải qua cái vấn đề mà ăn no mặc ấm rồi, nên ăn ngon mặc đẹp rồi, đúng không? Thì bây giờ lại tự nhiên quay lại một cái 180 như vậy, đúng không? Cũng phải là hợp tình hợp lý thôi. Nó mặc dù là chỉ thị là đi ra cứng nhắc như vậy, nhưng mà phải áp dụng của từng địa phương, phải có tình có lý để mà giải quyết cho người dân. Người dân người ta đã rất là cực khổ rồi, và bây giờ lại còn phải đi ra đường, dĩ nhiên là cũng phải hạn chế ra đường thôi, nhưng mà có những cái trường hợp người ta bất thiết, đúng không? Người ta đi mua một gói mì hoặc người ta đi đi khám bệnh hoặc đi cấp cứu mà không cho người ta có chốt thì nói sao giờ, đúng không? Coi như là không còn biết bình luận như thế nào nữa. Thôi video clip cũng dài rồi, mình xin kết thúc tại đây và mong rằng ngày mai sẽ có những cái chỉ thị nó mới hợp với lòng dân, đúng không? Để cho chúng ta có một cuộc sống bình thường trở lại đi. Rồi bao nhiêu tháng rồi là chúng ta thấy là dịch bệnh nó thật là khủng hoảng, thật là chưa từng thấy bao giờ, nên là chúng ta, bản thân của chúng ta sẽ cố gắng là thực hiện là 5K của chính phủ, đúng không? Và chúng ta sẽ luôn luôn là được chúc các bạn luôn luôn được khỏe mạnh và ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt.